Sunny Đoàn xin chào anh chị và các bạn. Sáng hôm nay một ngày cuối tuần ở khu vực trung tâm ngày 27 tháng 12 2020. Sunny cũng muốn cập nhật cái không khí ở khu vực trung tâm gửi tới anh chị và các bạn. Chúng ta bước qua cái lễ Giáng sinh rồi thì không biết là con đường Nguyễn Huệ ở khu vực trung tâm nó có cái gì thay đổi để chuẩn bị đón năm 2021 hay không, và Sunny cũng muốn cập nhật cuộc sống hàng ngày của Sài Gòn gửi tới anh chị. Và nhân cái clip này cũng mời anh chị đi chơi với Sunny. Đây là một cái góc phố rất là thân quen. Nơi đây có tòa Đô Chánh Sài Gòn. Trước mặt anh chị đó là con đường Tự Do Đồng Khởi. Đây tòa Đô Chánh Sài Gòn ngày hôm nay. Một tòa nhà rất là uy nghi anh chị ha, nhìn rất là đẹp. Ở đây thì có một cái hàng cọ. Và hôm nay Sunny sẽ mời anh chị chúng ta sẽ đi một vòng để coi cái phố đi bộ Quyện Quệ nó có đổi sắc. Năm nay nó có gì thay đổi so với năm trước hay không để cập nhật anh chị và các bạn. Hy vọng rằng nó sẽ có một cái lễ hội cao đao, nhưng mà không biết như thế nào. Mời anh chị và các bạn đi cùng với Sunny nha. Mình đi con đường Tự Do đến nhà hát lớn thành phố, rồi từ đó mình sẽ đi ra con phố Quyện Quệ. Rồi chúng ta cùng nhau đi ngắm Sài Gòn. Rồi đi nha anh chị. Cứ kêu người ta đi mà cứ đứng đây hoài thì cũng kỳ. Cái tòa nhà Eden ngày xưa nè anh chị, bây giờ nó trở thành một cái mall shop thời trang, những cái hàng rất là cao cấp. Nhưng mà bây giờ thì không có ai vào mua hết, vắng vẻ. Trước mặt anh chị đó là cái góc phố ngã tư thân quen, con đường Lê Thánh Tôn và con đường Tự Do, nay là Đồng Khởi. Cái hướng mà đi thẳng mà ngược chiều quá thì chúng ta sẽ ra con đường Cường Để. Thời tiết Sài Gòn thì mấy hôm nay thì nó cũng buổi sáng nó cũng rất là mát mẻ. Bây giờ thì khoảng 10 giờ rưỡi rồi anh chị, nhưng mà Sunny cảm thấy nó nhẹ nhàng lắm. Đây là một cái khoảng khắc giao thoa, những ngày giao thoa, những tuần giao thoa giữa năm cũ và năm mới. Và Sunny cũng muốn ghi nhận cái khoảng khắc này gửi anh chị và các bạn. Cái hướng này thì chúng ta ra nhà thờ Đức Bà. Mấy buổi 24 đó đón Giáng sinh thì rất là đông, con đường này đông lắm. Bữa nay thì nó cũng vắng vẻ rồi. Thế là chúng ta chia tay với Giáng sinh 2020, 365 ngày nữa anh chị. Thời gian trôi thì rất là nhanh. Đầu năm nay á, dịch cúm tràn về, mọi người lo âu. Rồi đợt 1, đợt 2, đợt 3. Và bây giờ thì vẫn là lo âu, hy vọng rằng những cái may mắn, những cái hạnh phúc nhất đến với muôn nơi, tới với anh chị và các bạn, đến với Sunny. Rồi chúng ta đi nha, ngắm cái góc phố thân thương ngày ấy và bây giờ. Tự Do và con đường Lê Thánh Tôn. Ngày xưa ở đây thì có một cái rạp hát đây. Bây giờ trở thành một cái khách sạn. Khách sạn Continental lấp ló xuyên qua hàng cây trên con đường Tự Do Đồng Khởi ngày hôm nay. Thì đối với khu vực trung tâm thì có rất là nhiều người ta đi dạo cuối tuần, đi dạo rồi chụp hình, đi ăn uống, mua sắm. Tất nhiên là mãi lực thì nó không còn giống như xưa rồi. Chúng ta sẽ đi con đường Tự Do một chút xíu rồi băng ra con đường Quyện Quệ anh chị ha. Nói tiếng Quảng. Đây khách sạn Continental. 130 năm, 140 năm rồi anh chị. Một khách sạn rất là lâu đời. Những cái hình ảnh tài liệu ngày xưa nó vẫn thế, bây giờ vẫn thế. Nó còn tồn tại mãi mãi. Trong lúc đó thì con người chúng ta người còn, người mất, nó đứng đây và nó chứng kiến biết bao nhiêu thăng trầm của cái mảnh đất phương Nam Sài Gòn. Các chị em đi mua shopping. Rồi đây là khu vực cho trung tâm nè, nhà hát lớn thành phố Continental. Sunny đứng ở góc kia thì nhìn cho nó dễ dàng hơn. Và chúng ta không quên lưu luyến lại nhìn con đường Tự Do với một cái vài bông hoa xinh tươi. Sunny thì rất là thích đi bộ như thế này. Đi bộ như thế này chúng ta mới chiêm nghiệm, mới đắm chìm vào những cái cảnh vật, những chiếc lá lay theo chiều gió, những dòng người đi qua lại trên góc phố thân quen ngày nào. Thế là Sunny muốn bắt cái này thì phải lê lết nhưng mà cũng cho vui anh chị. Sunny sẽ thực hiện một cái chuỗi những sắc xuân tràn về của Sài Gòn gửi anh chị và các bạn trong những các clip sắp tới, và hy vọng rằng anh chị sẽ thú vị. Đôi khi những cái sắc xuân tràn về, một không khí giao thoa giữa năm cũ và năm mới tạo chúng ta một cái gì đó nó hân hoan, chào đón và cũng cầu mong sự may mắn tới anh chị và các bạn. Những chiếc áo dài truyền thống rất là nhiều sắc màu. chắc có lẽ là Xin Nhi sẽ gửi anh chị và các bạn những hình ảnh đó khi mà đi qua đường. Đứng đây thì Xin Nhi sẽ thu lại những cảnh vật này gửi anh chị. Con đường Tự Do, khách sạn Caravelle, nhà hát Bến Thành phố và khách sạn Continental với chiều dài lịch sử 140 năm. Rồi, chúng ta sẽ qua ngắm những tà áo dài xinh xinh nha anh chị. Những hình ảnh này là một nét đẹp của Sài Gòn mà. Những tà áo dài truyền thống lúc nào nó cũng đẹp. Người phụ nữ ai cũng đẹp, các chị cũng đẹp, các anh cũng xinh, các anh cũng đẹp trai. Đấy. Sunny có sao thì chứ chắc có thể là gửi anh chị. Vì đam mê nghệ thuật nên các chị đó chùm cái khăn lại. Rồi chạy lên. Con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm la đa. Rồi đeo tiếng vô. Rất là dễ thương. Rồi chia tay các chị nha, nếu đúng hơn là các em. Đó, hy vọng rằng đây là một số hình ảnh về cái nét thơ ngây của Sài Gòn gửi các anh chị và các bạn. Cái nét áo dài thơ ngây cứ lưu luyến mà nhìn thôi. Để tôn vẽ chiều cao của các chị thì Sunny sẽ quỳ xuống khi mà các anh chụp hình cho các chị thì sẽ quỳ xuống như thế này thì dáng các chị rất là cao. Và chị này là hy sinh vì nghệ thuật. Rồi, chúng ta chia tay những hình ảnh rất là thơ ngây dễ thương của Sài Gòn. Và chúng ta lại đi tiếp, cung đường chúng ta còn rất là dài. Một công viên phía trước, trước kia là có tượng đài các chiến sĩ, nhưng mà ngày hôm nay thì không còn nữa. Phía dưới là có một cái hầm anh chị, hầm của tuyến metro Bến Thành, Suối Tiên. Xa xa thì chúng ta thấy con đường Lê Lợi để về chợ Bến Thành. Hôm nay thì cả mấy năm nay rồi nó bị rào lại. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp con đường Tự Do. một đoạn ngắn thôi anh chị. Con đường Tự Do sau đó chúng ta sẽ mang theo một con đường nhỏ, một góc phố rất chụp hình, có những cái nét rất là đẹp. Sau đó đi ra Quyện Quệ cập nhật cho anh chị và các bạn coi năm nay coi như thế nào. Và hy vọng rằng cái clip này gửi tới một số bạn ở tỉnh hoặc là những bạn ở những cái quận khác coi về Quyện Quệ năm nay, đêm giao thừa đón năm 2021 có gì ra đi chơi. Nơi đây thì đối với khách sạn Caravelle ngày hôm nay thì nó vắng vẻ, không có khách Tây. Ở đó thì trưng một cái cây thông Noel cách điệu bằng những cái quả bóng. Ngày xưa thì nó màu đỏ anh chị. Với khoảng thời gian khoảng là 3 năm rồi, khách sạn Caravelle điều trưng cái cây đó, giờ nó biến thành màu cam rồi. Rồi chúng ta đi nha anh chị. Đây những cái quầy lưu niệm đối diện đóng cửa. Đôi khi nhìn những quầy lưu niệm đóng cửa này thì chúng ta ngộ ra một phần nào đó mình tăng hơn chút xíu là nghệ thuật kinh doanh. Đôi khi khách hàng cũng rất là quan trọng, tập trung vào một đối tượng khách hàng. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì nó như thế nào? Không có khách du lịch, không có Việt kiều, không có người nước ngoài, thì tất cả dãy hàng đều đóng cửa như thế này. Tại sao mà anh chị nghĩ nói rằng chợ Bến Thành dạo này sao vắng vậy? Sao không có khách? Lý do anh chị, đối với người dân địa phương, người Sài Gòn thì không có ai mà ra chợ Bến Thành để mua thức ăn, không có ai mà đi để mua quà lưu niệm. Thì cái giá cả phục vụ khách du lịch thì nó rất là cao anh chị. Không có ai, chỉ đi tham quan để tìm hiểu thôi. Khi mà kinh doanh chỉ tập trung một đối tượng thôi, một ngành hàng thôi, thì nó sẽ xảy ra như thế này. Phải tập trung nhiều phân khúc khách hàng thì nó sẽ dễ dàng hơn, chuyển biến dễ dàng. Tất nhiên nó sẽ cũng ảnh hưởng tới cái dịch cúm, nhưng mà chúng ta chuyển biến vậy một cách rất là nhanh chóng. Không có khách sang thì chúng ta phục vụ giới trung bình khá chẳng hạn. Rồi chúng ta đi anh chị ha. Nhiều lúc nhìn đôi khi có những cái chia sẻ cái tâm tư. Sunny thì không có rành về phân khúc khách hàng đâu, không có rành về cái insight của khách hàng đâu, chỉ biết tí những gì mà anh chị chia sẻ với Sunny đó, Sunny muốn chia sẻ lại thôi. Phân khúc khách hàng, cái từ gọi là consumer segmentation. Rồi, Sunny tới khúc này thì Sunny sẽ mang theo một con đường rất là đẹp. Nó có tên là Nguyễn Thiệp. Để chúng ta đi ra con đường Quyện Quệ nha anh chị ha. Nói chung là Sunny không biết gì đâu anh chị, dốt lắm, xạo cho nó vui vậy thôi. Sunny là một cái người bình dân học vụ, cứ thích ham học hỏi, thích chia sẻ, đôi khi thì những cái chia sẻ đó thì có những cái comment này, comment kia, nhưng mà không sao. Nhiều lúc bị chửi, vui, hạnh phúc, không sao nha anh chị. Lì lắm, chửi là đọc comment xong cười không à, chứ hoàn toàn không bức xúc gì cả, cười. Xong mình nghĩ đến thuốc về, đôi khi những cái từ ngữ mà anh chị tất nhiên là mình nói với bạn bè thôi, bạn bè có những hành động kỳ vĩ thì sáng thì hỏi một câu rất là chiều mến, uống thuốc chưa vậy, sáng giờ uống thuốc chưa, tự nhiên nó nghe nó nhẹ nhàng mà cảm thấy nó rất là nhột, tự nhiên ai cũng mỉm cười. Rồi thôi chúng ta đi. Nhiều lúc tâm sự chút xíu, Sunny cũng ít nói về cái cá nhân lắm, về vấn đề cá nhân của mình, gia đình của mình thì cũng ít nói, không có nói nhiều, mình chỉ biết quay cảnh thôi. Đây là những cái quà lưu niệm. Rồi chúng ta sẽ tới một con đường chính, đó là con đường Quyện Quệ, coi năm nay có cái gì mới hay không, Sài Gòn có chơi lớn hay không, để cập nhật anh chị và các bạn. Ở đây một cái corner, nó có những cái bút cũng như đèn xanh đèn đỏ, nó có những cái chậu hoa đỏ. Corner ở đây khi mà mặc áo dài chụp hình rất là đẹp. Đây Sunny sẽ canh góc, nếu mà các bạn ra đây thì đặc biệt các bạn nữ thì canh cái góc này chụp hình, các anh thì hạ thấp camera chút xíu đó để lấy lại hết những cái đèn xanh đèn đỏ, tại mình bị rớp nên không thấy. Đó, cái view ở đây rất là đẹp. Rồi chúng ta đi qua đường. Buổi tối thì tràn ngập người, ban ngày thì thưa thớt. Và Sunny cũng cập nhật cho anh chị và các bạn nha. Đối với năm nay á, thì Sài Gòn vẫn như những cái gì đó năm ngoái, mặc dù có diễn ra cái dịch cúm nhưng mà Sài Gòn vẫn có tổ chức cái lễ hội Khao Đào đếm ngược đó anh chị, để đón chào năm 2021. Hiện tại thì nơi đây vào cái giờ khách đón giao thừa, nơi đây rất là vui. Năm ngoái thì giờ này đang có một cái hội chợ anh chị, hội chợ Phước Lộc Thọ. Sunny nhìn lại history thì thấy điều đó, nhưng mà năm nay không có hội chợ, chỉ có những lễ hội Khao Đào và các anh đang làm sân khấu. Năm nay thì Sài Gòn vẫn thế, vẫn chơi lớn. Tất nhiên đi ra đây thì lúc nào cũng phải là mang khẩu trang, và anh chị thấy không, ai ai cũng mang khẩu trang, chỉ có khi mà chụp hình thôi là mở khẩu trang ra cho nó đẹp. Đây khu vực Khao Đào rất là nhiều cái dàn giáo để làm một cái sân khấu. Những cái tháp, đó vài hình ảnh để cập nhật cho anh chị và các bạn. Sài Gòn chơi lớn chứ, mặc dù là bị ảnh hưởng cái dịch nhưng mà Sài Gòn vẫn chơi lớn. Kệ vậy cũng vui. Đôi khi kích cầu buôn bán. Năm nay thì không biết có về kịp hay không. Đối với ngày 1 Tây thì Cindy có về thăm gia đình, ăn Tết với gia đình ở Vũng Tàu. Không biết có thu xếp được hay không. Mà hy vọng rằng những cái ngày như là ngày 29 hoặc là những cái ngày cuối tuần nào đó mà Sunny sẽ quay lại nơi đây. Cuối tuần thì đúng qua rồi, trong tuần này có thể thứ Năm, thứ Sáu gì đó Sunny sẽ quay lại nơi đây. Và xin chốt là năm nay cũng có cái sự kiện Khao Đào nha anh chị ha. Và nơi đây cũng rất là vui. Hy vọng các bạn YouTuber khác cập nhật được những hình ảnh này gửi tới anh chị và các bạn. Nếu mà Sunny không có mặt ở Sài Gòn, chỉ là biết quay Vũng Tàu tại cái Tết mà cái khoảng khách giao hoa giữa năm cũ và năm mới thì bên Sunny lúc nào cũng phải có gia đình. Nên thì thôi lúc đó có thể mời anh chị chúng ta sẽ đón cái lễ hội ở Vũng Tàu chẳng hạn, khu vực bãi trước hoặc bãi sau. Và những hình ảnh Giáng sinh chúng ta chuẩn bị chia tay rồi, những hình ảnh Giáng sinh ngày ấy bây giờ thì không còn 365 ngày. Thì không biết như thế nào mà Sunny tuy lớn tuổi nhưng mà cũng rất là thích Tết anh chị, thích Tết, thích lễ hội. Hay là chưa uống thuốc thì không chừng. Rồi những buổi tối thì ở đây rất là đông, nhưng mà ban ngày thì anh chị thấy vắng ha. Rồi, Sunny đến cái góc ngã ba Quỳnh Phúc Kháng và Quyện Quệ, và Sunny cũng muốn nói lời chia tay với anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại anh chị trong những các clip lang thang tiếp theo của Sunny. Hẹn gặp lại. Và cũng không quên được kính chúc anh chị và các bạn có nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Hy vọng rằng anh chị thú vị với các clip cuối tuần chúng ta lang thang ở khu vực trung tâm, ngắm những góc phố, con đường xưa mà ngày xưa anh chị đã từng đi qua, và một phần nào đó để cập nhật anh chị và các bạn coi đường phố Nguyễn Huệ Sài Gòn đón năm 2021 như thế nào. Hóa ra thì cũng có lễ hội Khao Đào trên con đường Nguyễn Huệ này. Thân ái mến chào anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại trong những clip lang thang tiếp theo của Sunny Đoàn. Bye bye anh chị, hẹn gặp lại.